Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợ nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về phép trừ hỗn số lớp 6. Thì trước khi vào bài này thì bước đầu tiên các bạn cần nhớ những kiến thức sau đây để khi vào bài hỗn số các bạn cộng trừ nhân chia các bạn không có bị sai. Ví dụ liên quan về phép cộng nha các bạn. Phép cộng. Ví dụ như số dương cộng số dương thì ra số dương. Được chưa? Ví dụ nè. 1 cộng 2 là bằng mấy ạ? Bằng 3. Ok chưa ạ? Thứ hai đó là trường hợp cộng giữa số âm với số dương cũng như là số dương với số âm. Đó, số dương với số âm. Ví dụ thì các bạn để ý nha. Ví dụ như -1 cộng 2, được chưa? Đây là phép cộng hai số trái dấu. Đây còn gọi là trái dấu. Thì các bạn lấy số lớn nè, trừ số bé, 2 trừ 1 ra 1. Lấy dấu số lớn là dấu cộng, vậy là ra 1. Ok chưa? Một ví dụ nữa. Ví dụ trừ 2 cộng cho trừ 5, trừ 7 đi. Rồi, đây là phép cộng giữa hai số trái dấu nè. Ta lấy số lớn cộng trừ số bé. Lấy số lớn trừ số bé. 7 trừ 2 được 5. Lấy dấu số lớn là dấu trừ, vậy ra trừ 5. Ok chứ ạ? Tương tự, 2 trừ cộng với trừ. Trừ cộng với trừ thì các bạn ví dụ như trừ 1 cộng trừ 2. Đây là phép cộng hai số cùng dấu, ta lấy 1 cộng 2 lấy dấu chung, vậy là 1 cộng 2 ra 3, lấy dấu chung là dấu trừ. Ok chưa? Đó là liên quan về phép cộng. Tiếp theo đó là phép nhân thì cộng nhân cộng thì bằng cộng. Ví dụ như 2 nhân 3 bằng 6. Cộng nhân trừ ra trừ. Ví dụ như trừ 2 nhân 3, lấy 2 nhân 3 bằng 6, trừ với cộng ra là trừ. Trừ với trừ nhân trừ ra là cộng. Ví dụ như trừ 2 nhân trừ 4, lấy 2 nhân 4 ra 8, trừ với trừ thành cộng. Được chưa? Đó là phép cộng và phép trừ. Xin lỗi, phép cộng và phép nhân. Rồi, tiếp theo mình lấy ví dụ về hỗn số cho các bạn hiểu hỗn số trước. Ví dụ như sau. Ví dụ như 3, 1 phần 2. Thì số 3 giữa cái dấu gạch ngang này nè, gọi là dấu phân số đó các bạn. Thì đây được gọi là hỗn số. Thì đây chỉ là cách viết gọn giữa 3 cộng với 1 phần 2. Được chưa? Vậy hỗn số là cách viết gọn của phép cộng nè, phần nguyên nè, và phân số. Thì phân số các bạn biết đúng không ạ? Ở trên là tử, ở dưới là mẫu, mẫu phải khác không? Ok chưa? Rồi bây giờ mình nói về phép trừ hỗn số. Ví dụ như 3, 1 phần 2 trừ cho 4, 1 phần 5. Rồi, bắt đầu bằng. Thì cách lẹ nhất là các bạn vẫn giữ nguyên, các bạn tính. Thì lấy phần nguyên nè, trừ phần nguyên. 3 mà trừ 4, vậy lấy 4 trừ 3 là được 1. Lấy dấu số âm là dấu trừ. Ok chưa ạ? Tiếp theo lấy 1. Lấy phần phân số trừ phần phân số. 1 phần 2 trừ 1 phần 5. Thì để làm lẹ, các bạn lấy mẫu nhân mẫu ra 10. Sau đó lấy tử này nhân mẫu này, 1 nhân 5 bằng 5. Tiếp tục lấy tử này nhân mẫu này, 1 nhân 2 bằng 2. Và trừ 5 trừ 2 được 3. Ok chưa ạ?
Rồi, thôi, bây giờ mình sẽ cho một bài tập. Các bạn hãy giải và comment kết quả phía dưới giúp mình nha các bạn. Bài tập. Bài tập. Trừ 4 1 phần 2 trừ 6 1 phần 7. Rồi, các bạn hãy giải và comment kết quả phía dưới giúp mình. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.